Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dùng định dạng có điều kiện trong Excel để mình kiểm tra cái phần khối lượng vượt hợp đồng khi làm hồ sơ thanh toán. Thì mình sẽ ví dụ qua cái file sau đây. Thì ở đây mình có một cái file hồ sơ thanh toán đang dùng là hợp đồng trọn gói, và mình chỉ được thanh toán khi mà cái phần mình lập cái hồ sơ phần khối lượng, lý kế khối lượng mà thực hiện nó phải nhỏ hơn bằng hợp đồng. Cái cột những công tác nào mà nó vượt hợp đồng thì kho bạc sẽ trả về, không cho thanh toán, mình phải đi ký lại hồ sơ và sửa lại nó toàn bộ, thì rất mất thời gian. Nhưng mà ví dụ ở đây cái công tác của mình á, thì nó rất là nhiều, ví dụ hơn cả nghìn công tác. Để mình ngồi tự động mình ra thì sẽ bằng thủ công sẽ rất là lâu. Chính vì vậy mình sẽ dùng cái định dạng có điều kiện trong Excel để mình những số nào nó vượt cái hợp đồng, ví dụ lý kế thực hiện được nó vượt hợp đồng này, nó sẽ hiện lên một cái màu mình chỉ định. Ví dụ đây mình sẽ chọn những cái màu xanh, tức là những số nào ở cột này, cột lý kế, cột H này nè, mà nó lớn cột E là khối lượng hợp đồng thì nó sẽ hiện lên màu xanh. Còn những cột nào màu trắng tươi gì thế này bình thường không có gì hết là nó là ok ổn các bạn. Thì cách thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn để mà chỉnh cái để cho nó cái dòng mà cái ô mà nó có nhảy màu á, thì mình phải chọn toàn bộ những ô đó. Ví dụ đây mình sẽ phải chọn hết. Mình đang cần cái ô giấy màu nằm ở cột khác này, thì mình sẽ quản mình phải quét chọn toàn bộ hết. Thôi nó dài quá, ví dụ mình kéo tay đi các bạn. Ví dụ mình kéo tay mình dừng lại. Còn đối với các bạn khi mà lập hồ sơ thanh toán, các bạn sẽ kéo hết tới cuối luôn. Thì sau khi kéo quét chọn hết, mình sẽ chọn cái tab Home. Tiếp theo chọn cái dòng Condition Formatting. Condition Formatting này mà mình sẽ đứt vào cái biểu tượng mũi tên và chọn cái dòng đầu tiên Highlight Cell Roulette này, và chọn cái dòng cuối cùng More Roulette. Mình tìm cái dòng cuối cùng View a Formula to Determine này. Cái này là mình dùng cái công thức riêng. Rồi mình sẽ nhập công thức vào trong cái ô mà cái dòng mà Format Value Where này, vô bằng X, tức là định dạng. Ví dụ nếu cái cột H này sẽ gõ là cái biểu tượng cố định cột H. Mình H tới 457 nha các bạn. H đầu tiên là H mấy đây? H đầu tiên là H23. Tức là nếu những giá trị cởi cột H này, được chọn này lớn hơn cái cột E, nếu mà cột H này lớn cột E thì mình sẽ chọn là True. Ngược lại sẽ là False. Nếu mà true thì mình sẽ cho ở đây format mình chọn là Fill. Ví dụ mình sẽ chọn màu xanh này, tức là những cái ô nào mà nó vượt hợp đồng sẽ hiện màu xanh này các bạn. Chọn OK. Kiểm tra bằng cách mình sẽ thử ở đây. Ví dụ đây là 46, hợp đồng là 49, mình nhập số cho lớn hơn 49 này, mình nhập số 50. Thì tại cái dòng giá trị vượt hợp đồng này sẽ hiện lên màu xanh, mình thấy ngay liền, xanh lè xanh lét nhìn cái mình thấy liền. Tiếp theo mình thử chỗ này thì giá trị hợp đồng là 3,962, giờ mình nhập số 5 thì khi mà vượt hợp đồng sẽ hiện màu xanh. Ví dụ tương tự cho dòng dưới đây, ví dụ này 137 là hợp đồng,
lý kế thực hiện là 137 bằng hợp đồng, bây giờ sẽ tăng lên vô hành xong. Thì khi mà vượt cái hợp đồng số này, nó vượt số này nó sẽ hiện lên màu xanh. Thì đây là cũng cái cách mình kiểm soát nó nhanh cái phần mà cái khối lượng vượt hợp đồng, giúp chúng ta đỡ phải sửa hồ sơ khi mà trình sếp ký rồi, đỡ bị chửi. Thì như vậy cái chia sẻ của mình đến đây là hết. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo từ kênh của mình.